Bây giờ tụi mình đưa đây chơi nha anh em. Có cướp biển vi bo gây bê nữa. Mình với vi bo vô hồ này nước cứ lắm luôn anh em. Hả thôi à. Mấy sinh nhật mình đi vui là thoải mái quá anh em. Lấy TV đó đâu rồi? Vui không lấy TV? Vui cái đầu em á. Đi du lịch có 2 ngày xách đồ vậy nè. Sinh nhật em thì chịu em bữa đi. Hôm nay sinh nhật vi bo nên tôi phải làm ô xin cho nó. Hầu có đi du lịch ngày anh em. Mà thấy sách cũng hết mà. Đâu? Còn cái kìa. Mệt quá anh em. Thôi đi lấy vé bye bye. Phòng mình hơi bừa bộn, mình đang sửa soạn đồ để chuẩn bị đi du lịch tại hôm nay là sinh nhật của mình. Sinh nhật là phải khác biệt những ngày bình thường đúng không? Ừ đúng. Vậy ngày bình thường ai là người chi trả cho em? Dạ anh. Vậy hôm nay sinh nhật Vi Bo là người trả tiền anh em. Vi Bo sẽ bao nguyên gia đình đi du lịch. Sinh nhật của mình sửa soạn đồ đơn giản thôi. Đơn giản thôi. Đồ nhiều vậy là Vi Bo đi cả tháng đúng không? Hai tuần hả? Hai ngày. Trời, hai ngày mà nó sửa soạn 4-5 cái vali vô nè. Nặng vậy, ai xách? Nhà này ai là đàn ông? Em là con gái mà, chẳng lẽ em xách? Giỡn thôi, mình có chuẩn bị xe chở vali nè anh em. Xe gì? Xe bò, con bò nè anh em. Đúng rồi, đang tôi là cháu làm bò đi theo hậu nó. Chứ đi vô làm gì? Kêu xách vali. Trời, vali này của chiếc bi nè anh em. Hình thù đặc biệt quá, hình con cù nữa. Có xe hơi nữa anh em. À vậy hả? Ờ thôi để xuống đi, bỏ lên xe hơi chở đi đi. Chứ đi vậy, nặng quá. Vali hình xe hơi. What? Có vali hình xe hơi nữa anh em, để bỏ lên lưng nó luôn. Rồi. Mình đứng ở giữa đây, người ta đuổi vô trong ngồi anh em. Tại mình đứng ở giữa thì cũng được, đường ta ra vô. Rồi mình về vali vô chút trong đây nè. Cái bò không biết nó biết không nữa, nó đi mua nước rồi. Hả? Vi Bo kìa anh em, Vi Bo nó bị được cho nó đứng đó hoài luôn anh em. Không biết khi nào nó mới vô nữa. Vé máy bay giờ anh em, bây giờ tụi mình ngồi đợi máy bay. Mình để đồ ở đây, còn ở đây mình ngồi anh em. Tôi dành của Vi Bo rồi. Vậy em ngồi đâu? Anh nhường cho em quậy đây. Rồi đây nè, trời ở đây chóng mắt gì phải dành nhau đó. Wow. Cho bo 4 ghế luôn á. Wow. Nhiều cho em hương hàng luôn hả? Ừ. Sao hôm nay tốt quá vậy? Thì nhiều trong gái gì đâu, nằm đi làm gì cũng được. Ừ, ăn lên một lớp luôn. Ừ, vậy đi. Lâu phải tốt Vi Bo chứ anh em. Ghế ưu tiên cho người khuyết tật ngồi xe lăn. Khủng hả? Chỗ đó cho người khuyết tật mà sao ngồi? Em ngồi chỗ khác. Được. Giữ cầm đi ô xin. Cuối cùng phải cầm cặp cho nó nè. Trời, cặp gì gai không vậy? Mình lên máy bay rồi anh em. Bây giờ tụi mình bắt taxi tới khách sạn nha anh em. Vi Bo, có quên gì hả? Quên hành lý nè. Nè anh em quá trời luôn, giờ nó tỉnh bờ rồi anh em. Quên. Rồi tụi mình lấy xong vali rồi nè anh em. Đi. Ủa còn vali đây. Xách đi. Trời, xách mệt nhiều quá anh em. Tụi mình tới rồi nè anh em. Tới toilet. Toilet mà người ta nuôi cá vậy đó. Ủa gì vậy? Vô đây vô đây. Hồ cá, hồ cá. Có mấy con cá lạ lắm. Có mấy con cá lạ hả? Ừ. Thôi đi ra anh em. Thì toilet nam mà. Bao tôm ngon quá anh em. Chủ ăn trước. Chủ chưa ăn mà ổ xin đã ăn rồi. Trời, rồi bây giờ anh ăn được chưa? Quay phim đi, để em review trước nè. Mệt quá, cho tao ăn đi, quay review. Wow. Thịt ngon quá, dai lắm mọi người. View hết con hả? Giờ tới giờ anh ăn nha. Ừ, anh ăn đi. Review cho em xong là hết luôn rồi kìa. Ý, còn miếng nè. Ừ. Đỡ quá anh em, còn miếng cũng đỡ, ăn cho nó biết. Nè, lấy TV. Hả? Vậy em, đã quá. Bẻ ra giùm em để em ăn. Tới nơi là tới tối rồi anh em. Giờ vô không khách sạn anh em. Rồi, chụp xong. Em này trước khi nhận phòng phải chụp hình. Rồi, Vi Bo đứng vô chụp đi. Rồi, 1, 2, 3. Rồi, cái hình rồi đó. Gì đó? Họ đang mướn phòng anh em. Em mướn chưa? Em mướn mấy phòng? Mướn một phòng thôi mà mướn hai phòng. Hôm nay Vi Bo nó biết rồi trả tiền nên nó mướn hai phòng luôn anh em. Thôi kệ, hai phòng cũng được. Đâu? Phòng nào? Dẫn anh đi đi. Hai phòng đây hả Vi Bo? Hai cái villa. What? Nguyên căn nhà luôn hả? Nhà này là 2112 với lại nhà 2114. Hai nhà chen nhau luôn anh em. Hai cái villa, cái nào cũng có hồ bơi riêng hết trơn. Trời, lần này chắc hết tiền tôi rồi. Chỗ
sạch sẽ nè anh em. À đây có thảm nè. Thôi có thảm mình để bỏ dép ngoài. Wow đẹp quá à. Đẹp không? Đẹp. Coi cái chân kìa đẹp không? Thảm ta sạch cả dép mà đi bà. À anh em tôi giấu một chiếc dép cũng lo rồi. Thì tôi quay lại tôi cất dép cái đã. Ủa? Còn có chiếc này. Muốn đi ăn sáng người ta sẽ chở mình đi bằng xe điện. Tới chỗ ăn sáng anh em. Ở đây có quầy tự pha cà phê. Bây giờ lấy TV nó sẽ pha cho mình ly cà phê. Đầu tiên sẽ bỏ miếng cà phê vô trước. Sau đó chế cho mình miếng sữa. Ủa luôn cái nắp đồ Vibo. Chứng hốp la Vibo đẹp không nè. Chứng tôi nè. Nát mấy rồi anh em. Mình ăn với bánh mì nha. Vibo bây giờ đang cắt cho. Cắt kèm chú. Ủa gì ăn sao à, rồi cắt cho anh cái đi. Rồi cảm ơn Vibo nha. Chút xíu ăn vậy sao no. Mình phải ăn nguyên gỗ vậy mới được. Giỡn thôi nha, chứ mình ăn có xíu vậy à. Mình ăn khỏi cần nướng, còn Vibo nó phải nướng anh em. Nướng vậy giòn luôn. Ờ mày nướng nè anh em. Vibo nướng này lâu quá à. Chưa ra nữa anh em. Rồi ra kìa, ra kìa. Rồi ra đó. Ra giòn quá, giòn quá. Đây có cho ăn phở nữa nè anh em. Phở gà, phở bò. Lộn, phở gà đây, phở bò đây. Phở nè anh em. Ủa chị đũa ở đâu vậy chị? Ờ cái bên nè anh em. Thường ăn sáng mình ăn ít lắm. Ăn có miếng trái cây với miếng vua à. Ôi, Vibo ăn giảm cân hả? Mấy tao bận dễ quá trời kìa. Nè, nó ăn cơm phở nè, bánh mì nè. Nó ăn tùm lum luôn anh em. Kêu ăn có như lây à. Vậy anh cắt cái đoạn kia ra. Giờ Vibo đang chụp hình tự sướng nè anh em. Rồi đứng yên anh chụp cho nha. Đứng yên, rồi đứng yên, đứng yên. Đây, đây là phòng ngủ nè. Xíu shipy nó xíu đây ngủ nè anh em. Ờ, đã quá. Ủa cái gì vậy? Trời ơi. Thì tụi mình đi công viên chơi nè em. Đồ lách đồ đơn giản, mang dép cho nó thoải mái nè. Cứ mang giày này còn bỏ lắm. Để coi Vibo thay đồ xong chưa. Nay trời cứ nắng nên mình bận đồ cho nó mát. Vibo bận đồ giam vúa anh em. Trên cổ là mấy tấn luôn á. Bê lem là ai? Công chúa là bê lem. Hả? Bê lem là công chúa nào? Trời mẹ thì giống công chúa dèm vúa à. Còn đứa con thì giống như bà già vậy anh em. Giờ đi chơi thôi anh em. Mình đi gọn không? Mình đem theo có cái cặp về sách nè. Đi cặp rất là đỡ luôn anh em. Đi vậy cho nó thoải mái. Sách? Đóng cửa. Ủa xin thì phải sách thôi chứ nhịn gì. Hãy sinh nhật đó. Chịu nó ngày thôi anh em. Bên quá anh em thôi để anh xe chở đi cho nó nhanh. Nói. Còn đây nữa hả? Ờ lên xe chạy anh em. Bây giờ tụi mình vô đây chơi nha anh em. Lâu xin nhưng mà vẫn được đi chơi chứ. Sách đồ nào xuống đi nước ngoài à? Ờ ha. Mình phải sách đồ anh em. Đây là Việt Nam mà giống nước ngoài quá anh em. Wow. Cỏ đây đẹp quá anh em. Không giảm chân lên cỏ. Ở đây có bảo vệ ra canh á. Anh bảo vệ, bảo vệ nó giảm lên cỏ anh bảo vệ. Anh em ơi, nãy giờ mình đi lạc không thấy Vibo đâu hết trơn á. Gì vậy? Nhìn Vibo giống động vật lắm rồi sao mà người ta nhốt Vibo lại nè anh em. Thả tôi ra. Thả tôi ra. Thả tôi ra. Ủa cô ra đi. Là màu à. Để tôi đỡ Vibo ra. Vibo nó không biết ra anh em. Rồi đó. Khổ quá hả? Rồi đó. Đứng luôn đi. Vibo nó làm như 20 mấy mét hay gì á. Làm như đang đứng trên lầu vậy anh em. Sắp chỉnh á. Tụi mình đi ngang qua cái nhà này cũng giống như trong chuyện Bạch Tuyết Ba Chú Lùn nè anh em. Ngày xưa á, có công chúa Bạch Tuyết ở trong cái nhà này nè anh em. Em là công chúa nè. Gớm quá. Cho tao review luôn. À này có 7 cái ghế nhỏ xíu nè. Thì cũng nhỏ anh em. Có cái giường nhỏ luôn. Là mỗi cái giường này là có một chú lùn nằm nè anh em. Thôi 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 đi ra thông báo tiếp. Em tiếp. Lấy đồ lâu quá anh em. Vibo đang đẩy mạnh lắm em. Bây giờ mình sẽ buông tay ra. Tự nhiên nó sẽ chúi đầu. Trời nắng quá, Vibo nó để cái màn cái mặt đó anh em. Mở đầu mỗi lần muốn thấy đường làm sao. Dễ màn ra. Ta làm giống thiệt quá anh em. Đây như giống như kiểu người ta làm bộ thật với đổi giống thiệt vậy á. Wow. Cái gì lạ lạ ta. Chị nước miếng gì bộ tập với đỏ. Vibo dựa đi anh chụp hình cho. Chụp cho đẹp nhá. Ừ anh chụp em với người đeo đỏ này nè. Anh chụp cho. Rồi thấy rồi. Ở đây là cái hàng nè anh em. Vibo đây đứng không mát nè. Nhìn gì hả miệng ghê vậy. Wow đẹp quá. Ờ vậy bây giờ muốn đi đâu nè. Công viên Hải Dương. Còn gọi là thủy cung á. Thôi đi đi tụi mình đi. Thôi anh đi kiếm đường đi chứ anh có biết đường đâu. Không đi chung hả? Ủa xin đi kiếm trước đi. Người ta ngồi đây nghỉ mệt. What?
triệu đó ngày thôi đây. Bây giờ tụi mình sẽ đi thủy cung anh em. Thủy cung đi hướng này là đi đây. Rồi để coi bản tiếp. Cung điện Hải Dương đi ngược lại. Kỳ vậy? Nóng quá à. Nè, nãy mình có mua kem nè anh em. Bây giờ mình sẽ cho kem ăn hả? Không, nóng quá thì khủng ơi. Anh dẫn em đi coi chim cắn cục. Đâu đâu đâu, em chưa thấy gì. Tiếp cục ngoài đời luôn á. Đây. Ở Việt Nam xứ đâu có lạnh đâu, làm sao có chim cắn cục được. Trời ơi, vậy cũng nói nữa. Giỡn rồi, đây. Chim cắn cục thiệt luôn á. Thiệt á. Trời ơi, cái giỏ đó nè anh em. Trời ơi, hello. Trời ơi, cá khủng long. Cái tay tôi nè. Còn mà nó coi nó bận nè. Trời ơi. Tôi giống ô xin đâu nè em, nhìn tôi bận đồ nè. Áo ba lỗ. Còn vi bo nó bận nè. Cay nghỉ xíu. Bo bo nhìn lên kìa. Trời nặng quá anh em. Tội tới cho đồ ăn rồi nè. Vô 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 ăn vô ăn vô ăn. Yeah, đói quá rồi nè. Nhà hàng Bơ Kinh Phú Quốc tạm ngưng hoạt động. Tạm ngưng hoạt động. Trời. Đây coffee food anh em. Vô vô vô. Ủa mà có sợ cái đóng cửa giống nãy không? Có thấy nó treo bảng giống nãy đâu. Đâu treo bảng giống nãy rồi anh em. Vô 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 vô. Nãy nó có treo mấy tờ giấy. Ủa. Có ai bán đâu bà? Ờ có ai vậy? Yeah, có chỗ nè. À nó không có biển. Không có biển đóng cũng chưa chắc là mở anh em. Có chỗ lưu bình nè. Ủa chị có bán đồ ăn không chị? Dạ không có đồ ăn gì. Không có. Trời không có bán đồ ăn anh em. Khu bơi lội anh em, có ống nước, chật nước, lum hết. Cái khu này để bơi rồi anh em. Để em vô đi thay đi bơi. Từ để anh xíu. Anh làm gì? Làm gì vậy? Lấy tivi. Đây là bãi biển nhân tạo nè anh em. Ta để cát thiệt luôn. Wow. Trước mặt á giống như bị á có cây dừa. Có thằng nhóc nào lịch sự tới nổi mà nó sợ trong ly dơ. Mà nó để dép qua đây, nó đi vô trong tắm mà nó ra nó mất dép luôn nè. Biển giả mà như biển thiệt vậy. Có cát y chang luôn nè. Wow. À, nè, giống bãi biển không? Con nít có tài bị đấm nè anh em. Có cướp biển vi bo ghi bê nữa. Làm gì vậy? Trời. Một ống trượt hình rắn nè anh em. Cái thân của con rắn nè anh em trượt từ đó vô. Mình với Bo vô hồ này nước cứ lắm luôn anh em. Đừng, nước ngoài kia là lạnh, nước trong này ấm. Sau khi anh vô hồ này á thì nước nóng hơn. Sao biết hay vậy? Bo hay. Mà sao anh chưa nói mà sao em biết hay vậy? Em không sợ hả? Không. Sao vậy? Em cũng làm vậy mà. Ở đây game là chơi miễn phí hết luôn anh em. Trời con này. Hai ngày mấy điểm mình bắn miễn phí luôn nè. Ở đây có gấp gấu bông mà miễn phí luôn. Ở đây có gấp kẹo miễn phí nè. Mà người ta gấp hết rồi. Còn mấy cục à. Để mình điều khiển thử thôi. V-Boy đang bắn súng nè. Ủa có hai người lận hả? Ai chơi với V-Boy vậy? V-Boy bắn rồi giật V-Boy. Vậy mà cũng chơi đó hả? Chỉ ở đây nó bắn không à? Bây giờ tụi mình thi một giây coi ném được nhiều con đó nhất nha. Ủa sao có 1 giây chơi vậy? Một giây thôi thì anh cũng được có 1 giây thôi, ai cũng được 1 giây hết. Ok. Rồi một con, một giây. Wow, wow. Ở đây có tờ gì lạ lắm nè anh em. Ném vô kìa. Xong nó rớt xuống cho mình. Trời ơi, V-Boy ném dính nó luôn rồi. V-Boy ném dính trong kia rồi anh em. Mình chơi bên đây anh em. Còn V-Boy nó chơi bên đây. Ủa hết bánh rồi. Wow. Ủa bơi đây bự quá anh em. Mình bơi dưới đây á, mà mình có thể ngồi quay ba. Mấy cái chấm chấm đó là ngồi lên kêu nước để người ta bưng cho mình uống luôn anh em. Thì để mình ra ngoài coi có gì không anh em. Ôi ngoài nhà này cũng giống nhau hết á. Ủa cửa tự đóng luôn. Cửa tự đóng rồi anh em. Mình ngồi đây đợi. Thôi kệ, chắc đợi đây xíu. Vì bò nó cũng mở cửa ra à. Tới tối luôn rồi anh em.
Wow. Giờ mình tắt đèn thử coi.